bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam Lang tránh tăng cường phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô Khai mạc triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam 5 vấn đề lưu ý trong nghị định thư Đối với quả dư hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc Xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm ước đạt 1,8 tỷ USD lang Chánh tăng cường phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô. Với trên 53.704 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên 30.149 ha. Để bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, hạt kiểm lâm lang Chánh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng PCCC giờ mùa hanh khô năm 2023. Ông Hà Minh Tuấn, chủ rừng tại bản vần ngoài xã Yên Thắng, cho biết, gia đình tôi được nhà nước tạo điều kiện giao đất, giao rừng với tổng diện tích 108,3 ha, 96 ha rừng tự nhiên và 12,3 ha rừng trồng là cây keo. Từ khi được giao đất rừng đến nay, gia đình tôi thường xuyên được kiểm lâm viên cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở các nguy cơ dễ xảy ra cháy và kỹ năng phòng, chống cháy rừng. Vì vậy, trên diện tích đất rừng được giao, gia đình tôi thường xuyên dọn thực bì, gom thành đống nhỏ, đốt vào sáng sớm hoặc chiều tối và chờ đốt xong mới được về. Nhờ đó, toàn bộ diện tích rừng của gia đình được bảo vệ tốt, chưa xảy ra tình trạng cháy rừng. Được biết, xã Yên Khương hiện có trên 8.000 ha rừng. Trong đó, rừng phòng hộ có 3.000 ha, rừng tự nhiên sản xuất 4.000 ha và 1.200 ha rừng trồng, chủ yếu là keo và luồng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, qua các buổi họp thôn nhằm nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ rừng, BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng, xã Yên Khương còn phối hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn nhân dân vệ sinh rừng thường xuyên, xử lý thực bì gom thành đống nhỏ, đốt vào khung giờ an toàn, đó là vào thời điểm buổi sáng sớm hoặc từ 4 giờ chiều trở đi, và phải làm đường băng, tránh lây lan sang đám bên cạnh. Khi đốt thực bì, đợi cháy hết và có kiểm lâm viên, trưởng thôn đến kiểm tra, an toàn mới được về. Bên cạnh đó, bám sát phương châm 4 tại chỗ, tổ chức ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24 trên 24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa hanh khô. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các bản, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Nhờ đó, nhiều năm liền, trên địa bàn xã chưa xảy ra tình trạng cháy rừng. Khai mạc triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam. Ngày 11 tháng 12, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai mạc triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 diễn ra từ nay đến 15 trên 12. Tại lễ cắt băng khai mạc, Hậu Giang cũng vinh dự đón nhận hai xác lập kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kinh công bố, đó là kỷ lục cho không gian triển lãm, sắp đặt con đường lúa gạo, chủ đề hành trình ngàn năm lúa gạo Việt dài nhất phá kỷ lục và kỷ lục mô hình bản đồ Việt Nam, ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh thành nhiều nhất. Triển lãm con đường lúa gạo là một trong những điểm nhấn độc đáo của festival. Tại đây đã tái hiện sống động nền lúa gạo Việt Nam qua các giai đoạn phát triển từ sơ khai đến giai đoạn hiện đại và khi lúa gạo Việt Nam phát triển không ngừng, định vị thương hiệu top đầu thế giới. Triển lãm con đường lúa gạo diễn ra từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024 đưa khách tham quan đến với những khám phá mới mẻ, thú vị trên con đường chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam. Con đường lúa gạo Việt Nam được xây dựng dọc kênh sáng xà no đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh, với chiều dài 1,3 km và chiều rộng 30 m. Tại triển lãm, con đường lúa gạo được sắp đặt, tái hiện trong không gian rộng lớn, sử dụng 20.000 chậu lúa để phối cảnh, từ lúc lúa gieo mầm xanh cho đến khi hạt vàng bội thu. Gắn với hạt lúa, đời sống của nông dân đã đổi thay từng ngày, từ nhà lá, nhà tôn vách đất, nhà ngói, dân đã được thay bằng những ngôi nhà kiên cố sang trọng hơn. Năm vấn đề lưu ý trong nghị định thư đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12, 13 tháng 12 năm 2023 của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Theo ông Ngô Xuân Nam, một là nghị định thư đã xác định rõ các yêu cầu về nhập khẩu để nhằm đảm bảo quả dưa hấu tươi của Việt Nam tuân thủ các luật cũng như quy định và các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu kiểm dịch thực vật của Trung Quốc. Từ đó, các vùng trồng cũng như các cơ sở đóng gói của Việt Nam phải tuân thủ các quy định này. Như vậy phải lưu ý ở điểm này có hai vấn đề phải quan tâm là vệ sinh an toàn thực phẩm và đối tượng kiểm dịch, ông Ngô Xuân Nam nhấn mạnh. Nội dung thứ hai cần quan tâm là quả dưa hấu tươi của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc thì không được nhiễm năm đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống mà Trung Quốc quan tâm bao gồm ba loài ruồi đục quả, một loài dẹp và một vi khuẩn. Nội dung thứ ba cần quan tâm là tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã. Vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, gáp và phải đảm bảo giám sát vườn trồng, giám sát quy trình đóng gói. Nội dung thứ tư là cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc, để đảm bảo quả dưa hấu tươi xuất sang Trung Quốc là có thể truy xuất được đến vùng trồng đã được cấp mã số. Như vậy, chúng ta phải có sổ hồ sơ, sổ sách ghi chép rõ ràng để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc khi mà không may xảy ra sự cố về mất an toàn thực phẩm hoặc vi phạm đối tượng kiểm dịch. Điều này cũng thể hiện sự minh bạch của sản phẩm khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Vấn đề cuối cùng là các lô hàng dưa hấu của Việt Nam được xuất khẩu qua tất cả các cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trái cây tươi. Xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm ước đạt 1,8 tỷ USD. Tính đến 15 trên 11, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,6 tỷ USD, giảm gần 28% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính cả năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Sức tiêu thụ các sản phẩm thủy sản ở nhiều nước đang sụt giảm là khó khăn lớn nhất đối với ngành cá tra hiện nay. Ước cả năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700 ha, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng cá tra ước khoảng 1,61 triệu tấn, tương đương với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt 1,8 tỷ USD bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam, năm nay có xu hướng giảm như Trung Quốc giảm gần 22%, Mỹ giảm hơn 53%, EU giảm hơn 17%. Riêng thị trường Đức, Anh, Brazil, Saudi Arabia tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây lại là những thị trường chiếm tỷ trọng nhỏ. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP đánh giá, mặc dù giảm sâu so với năm 2022, tuy nhiên tính đến thời điểm này So với các năm trước đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2023 vẫn tăng 26% so năm 2021 và tương đương với năm 2020, so với giai đoạn trước dịch năm 2019 chỉ giảm 4%. Điểm khác biệt của năm 2023 chính là chưa thấy dấu hiệu rõ ràng về sự phục hồi ở thời điểm quý 3, 4 là thời điểm mua hàng mạnh của năm. Nhu cầu yếu tại các thị trường là yếu tố khó khăn và thách thức lớn cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Trong năm 2023 cộng thêm xu hướng giá xuất khẩu giảm liên tục đã khiến cho không chỉ tổng sản lượng, mà cả kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 11 tháng qua đã liên tục sụt giảm. Các nhà nhập khẩu cá tra ở các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, CPTTP có xu hướng giảm lượng tồn kho thông qua việc giảm nhập khẩu để tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh lạm phát tăng cao khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn trước. Bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp tài nguyên môi trường việt nam